Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị. Nhiều hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang ghi hình ở triển lãm Thủ đô 2022 quý vị nhé. Và một cái công tác chuẩn bị cho ngày khai mạc. Hôm nay là ngày cuối cùng nhận cây, các nhà vườn mang những tác phẩm đến. Thì cái xe cây trước mắt quý vị là xe cây của bạn Hà Xuân Lợi, Hà Lam quý vị nhé. Lợi ơi, chào Lợi nhá. Chào Lợi, Lợi Hà Lam quý vị. Đây anh ơi, đây. Đấy, để vào giữa. Rồi, để đấy bạn. Bạn tới đây được không anh? Tới đây được không? Được. Một cây rất đẹp nhá. Đây Hà Nội sôi nổi quá nên cũng phải quan xem không chót đấy. Rồi lên mấy thủ đô là tuyệt vời rồi. Đưa cây vào nó bắt đầu. Đẹp quá quý vị ạ. Chào anh nhá. Nếu không được thì phải ở hạ xuống đỗ xe lại nhá. Xe lại đánh ra đi. Cây rất đẹp của Hà Xuân Lợi, Hà Lam. Cái này không được đâu, xuống đi con ơi. Xuống hết rồi, hết tầm rồi. Không phải hết tầm rồi, hết rồi. Anh Hùng ơi, anh Hùng, em chào anh Hùng nhá. Xin chào. Quay lại. Đẹp quá nhỉ, cây trực đẹp quá nhỉ. Đây là cây của quê hương tôi. Quê hương Hà Nam thôi. Em ơi, cho bảo ngồi lên xe tải kia bảo kiến cái máy. Vâng, đây. Một cây trực quá đẹp quý vị. Cao 55. Cao 55-60. Cây của Hà Xuân Lợi nhá. Cây của Lợi Hà Nam. Lợi, cây này giống chủ thế nhỉ? Giống lùn rụt nhỉ? Đấy. Nhìn tỷ lệ coi như là chuẩn chỉ. Nhìn u sụn. Đấy, thân pháp như chủ nhân. Thế lùi nhá, thế ô tô lùi nhá. Cánh đi. Cánh đi. Mang bóng của anh đi đâu đấy anh ơi. Vào đây. Không, bỏ chân ra ngoài. Tác phẩm rất đẹp của bạn Lợi Hà Lam nhé, đã được đặt kê đặt xong quý vị. Hà Lam hình như là chỉ có mỗi bạn Lợi mang tác phẩm ở đây tham dự triển lãm Thủ đô. Rất nhiều những cái nhà vườn nổi tiếng, rất nhiều cây quý vì công việc bận rộn hoặc là vì lý do gì đó, các nhà vườn
không thấy mang tác phẩm về thủ đô. Đây, chào Lợi nhá. Lợi ơi. Chào anh Đức Huy. Chào Lợi nhá. Quý vị các bạn đang xem bonsai của Đức Huy bonsai. Lợi mang hai tác phẩm đến triển lãm thủ đô. Được ứng lời kêu gọi của thủ đô. Em cùng anh em Hà Nam đến để góp vui cùng với triển lãm Festival Thủ đô 2022. Cây của Lợi có tên đúng tên. Đang hai cây, một cây cỡ trung, cái này cỡ trung, còn một cây cỡ nhỏ hàng. Cái này gọi là dưới trung một tí thôi, chưa phải nhỏ. Một cây cẩu, một cây bế tay anh ạ. Đúng rồi. Thì hai cây này của Lợi thì đã có tên chưa? Dạ có anh ạ. Tác phẩm này tên gì? Tác phẩm là Ngọc Thụ Lâm Phong. Ngọc Thụ Lâm Phong. Vâng. Cái tên rất hay nhỉ. Xanh Nam Điện. Ngọc Thụ Lâm Phong. Vâng. Yeah. Là đời trai phải trải qua sương gió đấy. Thế hả? Rồi, thế còn cái tác phẩm sau, đằng sau này. Sau là cái tên mà trước là anh Dũng Cô Ke đặt cho là em vẫn giữ là Cổ Mộc Quần Vân. Cổ Mộc Quần Vân. Dạ vâng. Rồi rất hay. Hai cây tác phẩm hơi hướng cổ điển và một tác phẩm thì mang hơi hướng là hiện đại. Theo hai cái phong cách. Hai phong cách đến với triển lãm thủ đô. Cổ Mộc Quần Vân. Cổ Mộc Quần Vân. Rất là đẹp nhỉ. Cổ Quần Vân. Quần Vân chứ không phải quần thân. Cái tuyệt vời là cái bộ rễ. Cái bộ bệ rất là. Vẫn còn một số nhà vườn mang những tác phẩm đến quý vị ạ. Và anh Tốt ở Yên Thế, Bắc Giang. Ở cái nơi xa xôi mà anh cũng mang một tác phẩm si quý về với triển lãm thủ đô. Ok. Chào bạn Sa Đức Huy nhá. Em chào anh nhá. Ok. Đây anh ở một nơi rất là xa này, tại Yên Thế, Bắc Giang. Anh cũng mang một cái tác phẩm về đây tham dự triển lãm thủ đô. Một cây si quý của anh Tốt nhá quý vị nhá. Này quý vị chiêm ngưỡng một cái đường thân của cây si cực kỳ giá trị. Bóng tàn tự nhiên đẹp lắm quý vị ạ. Và một cái cây si cổ thì quý vị nhìn, quý vị nhìn cái màu da thôi quý vị cũng cảm nhận được cái tuổi cây. Chim quay đi nào. Để tới cây nào. Rồi. Chú tưới đi. Tất cả anh em để anh em tưới cây cho ông chủ nhá. Ok. Rồi, tưới đi. Đây, anh em rất là nhận cây này, rồi tưới cây rất là vất vả. To tí nữa, sớt tí nữa được. Cái mở to tí đi. Chú con trai chú Huy xuống đây được bao nhiêu hôm rồi? Vâng, em ghi hình từ nước buổi đầu anh ơi. À, từ buổi đầu rồi. Cho dím, cho dím nước này đi. Một cái xì rất đẹp quý vị ạ. Anh cứ đưa cho em 10 triệu em tới luôn lên ngọn luôn cho anh luôn. À, không có 10 triệu, đưa 2 triệu để tí đi uống bia. Cái tác phẩm này cao khoảng 1m3 gì đó. Anh nhỉ? Cái này qua khoảng 1m3. Cái này anh chia sẻ một chút cái tác phẩm này của anh. Thì cái tác phẩm này của anh đã gắn bó với anh lâu chưa anh? Cái này thì cũng phải nói thật với anh em là tất cả anh em yêu cây thì cái này mình chơi nó cũng được tầm 25 năm. 25 năm ở với anh rồi? Ừ, 25 năm. Thế được à? Từ lúc về nhà anh thì tầm đấy rồi. Vâng, thế này 25 năm. Cũng yêu nó lắm đấy. Vâng. Không thì chắc nó có thằng chủ mới rồi. Vâng. Mấy cháu lớn tuổi hơn mình đấy. Thế là trước kia anh về anh là anh mới tạo tác hay là tác phẩm đã có như này rồi anh? Không, về anh thì gần như anh làm cơ bản về cái bộ tay tán này. Vâng. Thế còn ông chủ trước thì nó chỉ có độc lập cái phủ thôi. Đấy. Dạ vâng. Đây này, cái vết cắt mà anh cắt đây cho anh cho mấy ông Kata vào này.
À. Đấy, đấy là cái thân chính của đời chủ trước. À thế ạ. Trồng trong chậu đây, nó phá chậu nó trèo ra này chú này. Vâng. Đấy. Thế hả? Phá chậu trèo ra. Đây, tại sao mà cái bộ rễ này nó mọc này? Quay đầu đây anh ơi. Quay này. Vâng. Và họ để sát vào cái góc tường. À thế ạ. Cái bộ này nó bám vào tường này. À thế ạ. Thế cái rễ này nó lại trèo lên một cái nấc giật của bờ tường nữa. À. À đấy thì nó ra nó thành như này. Vâng. À, với cái bộ rễ thì là cơ bản là vẫn là như cũ. Bảo ô tô quay đầu lên. À, trông đặc biệt nhỉ. Ờ. À. Cây si cổ rất là đặc biệt nhỉ. Có những cái đường nét không cái tác phẩm nào có. Và cái bóng tàn thì rất tự nhiên quý vị ạ, hiện nay tự nhiên. Đây là cái tác phẩm mà các anh đã mang đến cuối ngày của nhận cây nhá quý vị nhá. Thì bác sĩ Đức Huy đến đây xin phép được tạm dừng video ở đây. Anh em chào anh nhá. Rồi, chào bác sĩ Đức Huy nhá. Vâng, em chào anh nhá. Chúc chú mạnh khỏe và đi quay được nhiều những cái tác phẩm đẹp trên cả nước để tất cả anh em yêu cây cùng thưởng ngắm nhá. Vâng, em cảm ơn anh. Rồi, ok.